lên máy. Thưa quý vị, đồng tiền Bi do hai tiến sĩ ở Mỹ là Nicolas Kokalis và Chen Diaofan phát triển. Vào năm 2019 thì Bi xuất hiện lần đầu tiên khi mà ra mắt ứng dụng. Năm 2020 ra mắt Testnet của Network và đạt 1 triệu người dùng tiên phong. Đến cuối tháng 11 năm 2021 thì Bi Network cho biết họ đã vượt qua mốc là 29 triệu người dùng. Để đầu Bi thì rất đơn giản thôi. Người tham gia cần tải ứng dụng Bi Network về máy và đăng ký tài khoản sử dụng. Sau đó mỗi ngày họ chỉ cần vào và nhấn nút Start để bắt đầu đầu Bi. Được biết quá trình này vẫn tiếp tục diễn ra ngay cả khi thiết bị di động của chúng ta bị ngắt kết nối Internet. Bi Network thường xuyên nằm trong danh sách là ứng dụng mạng xã hội được tải về nhiều nhất trên hệ thống iOS tại Việt Nam. Trong khi đó thì app đầu Bi trên Android cũng đạt mốc là hơn 50 triệu lượt tải về thưa quý vị. Vâng thưa quý vị, như là từ những món hàng nhỏ như là tô phở, hộp sữa cho đến là những vật chất có giá trị lớn như là vàng, xe hay là bất động sản thì cũng đã được người ta giao dịch mua bán bằng đồng tiền Bi thông qua cái gọi là sự đồng thuận. Và trên các trang mạng xã hội như là Facebook, Zalo hay là YouTube cũng tồn tại hàng trăm cộng đồng Bi. Mỗi cộng đồng từ vài trăm người cho đến là hàng trăm ngàn người tham gia. Tôi tin rằng đồng Bi sẽ tăng giá như Bitcoin. Tôi thấy đồng Bi không mất tiền thì tôi cứ đào thôi. Bởi theo tìm hiểu thực tế của các phóng viên điều tra thì Bi có thể được thanh toán từ món hàng thiết thực nhất, như là chúng ta có thể ăn một tô phở buổi sáng cho đến cả việc là mua một căn nhà như thế này nữa. Nhưng để có thể tìm được những người giao dịch Bi thì ngay sau đây chúng tôi mời quý vị và các bạn chúng ta cùng chúng tôi lên một chiếc xe. Theo lịch hẹn, một anh tài xế công nghệ đón chúng tôi từ ngã ba Tam Hiệp, Biên Hòa, Đồng Nai đi Suối Tiên, Thành phố Hồ Chí Minh. Và cũng giống như giao dịch tiền thật, phải có sự mặc cả giữa người bán và kẻ mua. 15 cây đi, đúng không? 15 cây vậy là 1,5 pi đúng không? Đúng rồi. Vậy là 1,5 pi là mình sẽ đến nơi đúng không? Đúng rồi. Nói ra thì chịu bác cứ nói là ngu hay là ảo tưởng, nhiều người có thể mà ảo tưởng tại vì họ không có nhìn sâu xa ra được hiện đại. Niềm tin ấy dựa trên cơ sở là thành công của đồng Bitcoin, đồng tiền kỹ thuật số mà trong quá khứ anh cho rằng mình từng không tin tưởng nên mới bỏ lỡ cơ hội. Thật ra em cũng đào coi nhưng mà đào được khoảng 5 đồng thôi. Mà tới giờ năm ngoái nó lên tới 6 mấy nghìn, để tới giờ cũng 7 tỷ mấy rồi. Khi khách bè kèo muốn trả tiền mặt thay cho Pi như thỏa thuận thì anh tỏ ra không vui. Sao bác không trả em Pi đi, em cũng đang thích không tùy bác thôi, bác không trả tiền Pi em trả tiền bạc em cũng được. Chuyến xe trị giá 1,5 pi từ Biên Hòa đi Thành phố Hồ Chí Minh đã kết thúc. Và nếu đói bụng thì có thể vào quán phở nằm ngay giữa trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh này. Bên cạnh, giá niêm yết thực tế bằng tiền Việt Nam đồng là giá pi cho một tô phở tái thơm ngon. Bao nhiêu pi một bát phở tái anh? 0.1. À 0.1 pi. 0.1. Hôm sáng anh em Bi khéo của anh mới về xong. Buổi sáng hôm nay luôn. Mà toàn trả bằng pi luôn. Ở những quán phở như thế này, chúng ta có thể thấy những giao dịch lớn hơn một tô phở hay một cuốc xe, đó là vàng. Pi giờ đây cũng có thể dùng để giao dịch, trao đổi với vàng. Vàng đây. Vàng này là giao dịch. SJC. Một lượng vàng đây à? Đây, một lượng nè. Anh coi một lượng 37,5 gram nè. Một lượng nè. Là bao nhiêu pi đây? Đây. Pi có thể trao đổi với vàng, nhưng chưa hết. Tới một tài sản lớn là căn nhà tại Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã có người giao bán. Từ địa chỉ giao trên mạng, nhóm phóng viên đã tới căn nhà ở Hóc Môn. Cháu đang tìm cái địa chỉ 361 702 về đi xuống vô nghe trả lại nhà. Và đúng là nó có thật và đã nhanh chóng được bán trên danh nghĩa là trao đổi cho tặng để lấy pi. Mình đã trao đổi xong chưa hai chị ha? Chốt rồi. Bây giờ người ta tới giao dịch chưa? Hôm nay giao dịch. Từ tô phở sáng, cuốc xe công nghệ cho tới những tài sản có giá trị lớn như vàng và nhà đang được giao dịch.